Rồi, hello, chào các bạn. Đến video tiếp theo ngày hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái dạng bài phản ứng lên men của glucose của hóa 12 nhé. Cái dạng bài mà người ta hay có trong thi. Thì dạng bài này thì chúng ta phải làm sao? Phản ứng lên men glucose. Phản ứng lên men glucose là C6H12O6. Ok, chúng ta nhớ thầy nè. C6H12O6 men rượu ha. Nếu chúng ta sẽ ra là C2H5OH cộng CO2, tỷ lệ cho thầy là 2:2. Ok ha. Rồi. Dạng bài này làm sao thì chúng ta sẽ vào cái câu số 1, câu 1. Câu này cũng dễ nha các bạn. Khi lên men ở 360 gram glucose với hiệu suất là 100%. Thì hiệu suất 100% chúng ta khỏi 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 nhân hiệu suất luôn nhé. Nha, 100% khỏi tính khối lượng ancol etylic thu được. Rồi, dạng bài này chúng ta làm sao? Chúng ta có C6H12O6 đúng không? Đấy, chúng ta viết lại phương trình trên đó, 2C2H5OH cộng 2CO2. Rồi. Chúng ta sẽ tính số mol này cho thầy nè, 360 chúng ta là 360 chia cho 180 đây thầy là bằng 2 mol. Ok à, 2 mol suy ra này nhân chéo chia ngang vậy là 2 nhân 2 là 4, 4 mol. Ở đây cũng 4 mol luôn, chúng ta tập viết qua đây luôn cho nó quen. Nè, 2 nhân 2 là 4 chia 1 là 4 ha. Ok. Rồi tiếp theo, tính khối lượng ancol tính thu được là có nghĩa là MC2H5OH bằng N nhân cho M lớn. N của mình là bằng mấy? 4. M lớn của C2H5OH của mình là mình tính cái này ngoài nhá mà 12. 12 nhân 2 cộng 6 cộng 16 là 46 nha các bạn. Đó, tính cái này phải nhớ thầy. 46. Rồi 4 nhân 46 cho thầy. Làm nhanh ha, ra ra 184 gram. Ok ha, vậy đáp án của mình nó chọn là chọn câu câu A. Ok vậy nè. Rồi chúng ta qua tiếp câu 2. Câu 2 người ta cho m gam glucose lên men rồi khí thoát ra dẫn vào dung dịch nước vô trong dư thu được 55 gam kết tủa trắng tính khối lượng glucose đã lên men hiệu suất. Rồi giờ thầy chỉ phương trình nè. Chúng ta có là C6H12O6 lên men ha, chúng ta sẽ ra là 2C2H5OH cộng 2CO2 đúng không? Rồi chúng ta sẽ đem cái thằng CO2 của mình đi tác dụng với nước vô trong là CaO tất cả hai lần ra CaCO3 cộng H2O. Rồi chúng ta tìm khối lượng kết tủa này ở đây 55. Rồi chúng ta sẽ lấy này, chúng ta tính hay là 55,2 chia cho 100 cho thầy ha, là bằng 0,552 mol. Ok, vậy chỗ này cũng là qua thầy 0,552 mol. Vậy chỗ này chúng ta điền cũng 0,552 mol. Vậy chúng ta xin qua đây. 0,552 chúng ta nhân nhân chéo chia ngang cho thầy. Nhân chéo chia ngang như vậy thì chúng ta lại 0,05552 rồi nhân nhân 1 chia 2 cho thầy đấy thì làm từ từ cho những bạn nào mà mất gốc á, chúng ta sẽ ra là 0,276. Rồi tới đây rồi chúng ta làm gì? Rồi chúng ta làm thôi. Tìm khối lượng đã lên men, biết hiệu suất lên men là 92. Gì chúng ta nhớ đây 92%. Hồi nãy thầy có chỉ video trước rồi, nếu mà trước phản ứng thì chúng ta sẽ nhân cho 100 chia cho hiệu suất. Ok, trước phản ứng nha các bạn. Còn sau sau phản ứng thì các bạn nhân hiệu suất và chia 100 cho thầy. Rồi ok nha. Ok, vậy dạng bài này là chúng ta sẽ làm bình thường thôi. Như vậy chúng ta sẽ ra M của C6H12O6 bằng N nhân M lớn nhân cho 100 và chia cho hiệu suất luôn. Ok ha. Rồi chúng ta đây 0,276 nè, nhân cho 180 rồi nhân cho hiệu suất là nhân cho 100 chia cho 92. Chia cho 92. Ok, chúng ta ra 54 gram. Ok nha. Vậy chúng ta ra 54 gram.
Ta chọn đáp án A cho thầy. Đáp án A. Dễ hả chà? Dễ hay các bạn ha. Rồi 54 nhé. Giá nhà trước phản ứng chúng ta nhân 100 chia hiệu suất, còn sau phản ứng chúng ta nhân hiệu suất chia cho 100. Rồi tiếp nha các bạn, cái câu 3. Câu 3 là cho 360 g glucose lên men, khí thoát ra dẫn vào nước vô trong, dư thu được m gam rán kết tủa, biết hiệu suất quá trình lên men là 80%. Giá trị của m. Cái gì đó m kết tủa trắng có nghĩa là chúng ta sẽ tìm CaCO3 bằng n nhỏ nhưng mà lớn bằng n nhân cho 100. Đó, mục đích của mình là lấy n nhân cho 100. Rồi bây giờ chúng ta làm sao? Rồi thầy chỉ ha. Như vậy là glucose lên men là chúng ta có C6H12O6 lên men của mình là sẽ ra được 2CO2. Rồi, ok ha. Và 2C2H5OH. Rồi chúng ta cứ làm từ từ. Lên men rồi, CO2 cộng với dẫn vào nút vào trong là CaOH. Tất cả hai lần chúng ta sẽ ra CaCO3 cộng H2O. Rồi chúng ta biết quá trình lên men này chỉ có 80% thôi. Rồi như vậy chúng ta sẽ làm sao? Đầu tiên chúng ta tính số mol của glucose thầy là 360 chia cho 180 thầy là bằng 2. Bằng 2 mol cho thầy nha, 2 mol. Rồi 2 mol chúng ta chuyển qua như 2 là có nghĩa là 4 gì? 4 mol. Nhưng mà do hiệu suất của này nó chỉ lên men đạt có 4 thôi, vậy chúng ta sẽ suy ra số mol. Số mol CO2 là ha. Số mol CO2 này chúng ta chuẩn lấy 4 là nhân cho 80 chia cho 100. Tại vì thằng này nó sao? Nó sau phản ứng, nó sau phản ứng nên chúng ta như vậy thầy ha, là bằng 4 nhân là bằng 4 nhân 80 chia cho 100. Rồi ra 3,2 mol. Ok, vậy chúng ta điền ở đây 3,2 mol cho thầy. 3,2 mol, vậy suy ra kết tủa đây là 3,2 mol. Rồi vậy ta điền lên đây thôi, điền số mol đây là 3,2 mol nhân cho 100. Đó là chúng ta ra được kết quả luôn. 3,2 nhân cho 100 là 320 gram. Rồi 320 gram là chọn câu B. Rồi ok các bạn, vậy dạng bài này dễ nhé, rất đơn giản thôi. Rồi các bạn chú ý cái chỗ này, tại sao thì lấy số mol CO2 nhân cho 80% là vậy? Do hiệu suất của nó, hiệu suất của nó chỉ 80 thôi, 80% nên thầy nhân 80 chia cho 100 để ra được cái số mol thực tế nó phản ứng. Thì các bạn điền vô đây giùm thầy ha. Xong nha. Rồi dạng bài đó xong rồi đấy. Rồi chúng ta đọc bài số 4 cái thầy nè. Cái bài số 4. Bài số 4, lên men glucose thành alkoxylit, toàn bộ khí CO2 cái này vô trong tạo ra kết tủa. Vậy chúng ta nhớ luôn cho thầy, ta nhớ luôn 4 là glucose là C6H12O6 nè, ra 2CO2 đó, 2CO2 dẫn vào nước vô trong tạo ra kết tủa, nước vô trong là CaOH tất cả hai lần, kết tủa là CaCO3 luôn. Đấy, chúng ta làm một lần vậy luôn, chúng ta làm quen rồi đó. Rồi 50 gram nè, vậy 50 gram chia cho 100 là thầy tính nhẩm luôn là 0,5. Rồi vậy suy ra chỗ này là 0,5 nhân 2 chia 1, nhân 2 chia 1 này đó là 1. Rồi 1 mol. Rồi vậy thằng này suy ra 1 nhân 2 nhân chéo chia ngang, như vậy là thằng này cũng là 0,5 luôn. Mà 1 nhân 1 chia 2. Rồi sorry mấy bạn nha, cái chỗ này thì nhầm cái. Chúng ta viết như vậy là rất nguy hiểm nha, tại vì số mol này với này nó bằng nhau mà thầy lại nhân 2 lên nãy. Thầy khi nhìn vô thấy là lạ. Giờ thầy viết lại nè. C6H12O6 này đúng không? Ra 2CO2. Kiểu không? Rồi CO2 của mình
CO2 của mình thì mới tác dụng với nước vô trong, ra CaCO3 cộng cho H2. Ở đây thì chúng ta cộng thêm 2 rượu ethylic nữa. Đây viết cho nó quen ha. Rồi đây. Hồi nãy chỗ này mình tính số mol là 0,5 nè. Thì chỗ này cũng 0,5 đó thầy. Nha, thầy quên tự nhiên thầy nhân 2 đây. Tại vì số mol ở đây nó đều bằng 0,5 hết. Ok ha, số mol CO2 bằng số mol kết tủa. Rồi xong ha, chúng ta mới điền ngay trên đây là 0,5. Rồi vậy chúng ta 0,5 nhân chéo chia ngang là 0,25. Đó, vậy là số mol của glucose 0,25. Nhưng mà người ta cho hiệu suất đạt chỉ 80%. Như vậy là hiệu suất ở đây chỉ 80% thôi. Như vậy chúng ta phải dùng cái hiệu suất đó nha. Như vậy nè. Chúng ta sẽ làm công thức cái này là khối lượng glucose cần dùng thì chúng ta sẽ có là MC6H12O6 bằng N nhân cho M lớn. Do cái này nó trước phản ứng, như vậy chúng ta sẽ nhân 100 và chia cho hiệu suất cho thầy. Ok nha. Rồi các bạn thế vô cho thầy, số mol của mình là 0,25 nè. M lớn của này chúng ta nhớ luôn cho thầy là 180. Làm riết cho quen rồi, cái này là 100 chia cho hiệu suất của mình là 80 nha. Hiệu suất của mình 80 mà do thằng này là trước phản ứng. Trước phản ứng nên các bạn phải nhân cho thầy, nhân 100 chia cho hiệu suất ha. Chúng ta nhớ cái công thức này, nếu có hiệu suất chúng ta làm gì cho nhanh. Rồi chúng ta bấm máy tính, 0,25 nhân 180 rồi nhân cho 100 chia 80. Rồi chúng ta sẽ ra 56, ra 56,25 gram nha. 56,25 gram. Rồi ta chọn đáp án cái này nè, chọn đáp án này là câu B. Rồi ok ha, như vậy là phản dạng phản ứng lên men này thì các bạn nhớ thầy cái phương trình này đó, cứ nhớ phương trình này là sẽ biết làm thôi, không có gì khó khăn đâu nha các bạn, rất là dễ nhá. Ok ha, như vậy là video của thầy dạng bài này là đến đây kết thúc nha. Các bạn nếu thấy video thầy hay thì mình đăng ký like chia sẻ giúp thầy, và còn dạng bài nào chưa biết làm thì mình để lại bình luận để thầy giải cho các bạn nhé. Rồi hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.